Hello, xin chào cả nhà mình nha. À, hôm nay là ngày 25 rồi. 25 bên Mỹ thì bên Việt Nam cũng là buổi tối, đúng không cả nhà? Và hôm nay là ngày coi như là Christmas, không phải Thanksgiving nữa mà lễ lễ Noel nha cô chú anh chị. Rồi, nhân là coi như là ngày Christmas thì mình chúc cho cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước một mùa lễ Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình nha. Rồi vỗ tay rồi, nói vừa chơi với cô chú anh chị thôi, tại vì hôm nay là ngày lễ, ngày vui vẻ thì mình nói như vậy nha. Chào anh Sơn Trần này, chút xíu em sẽ đọc cái bình luận của anh Sơn Trần nói về Tố Nga như thế nào. Rồi lời đầu tiên thì mình xin chào một số cô chú anh chị đi nhá. Đây, chào Sơn Huỳnh Hà Nguyễn này, chào chị Kalim Võ, là chị Nhị Hà đấy. Hồi xưa cũng là không thích bà Hằng lắm, nhưng mà từ khi mà Tony Phạm lên tiếng coi như là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng á, thì chị Camille Võ đó, chị Nhị Hà đó cũng đã coi như là ủng hộ Tony Phạm. Thì đây cũng là một cái điều rất là tốt khi cô chú anh chị thấy được rằng những người phản biện lại bà Nguyễn Phương Hằng á, thì từ từ cũng đã nhận ra được là những việc làm tốt của bà Nguyễn Phương Hằng. Cái đó thì cô chú anh chị cũng đã thấy rồi. Và cái vụ của tỉnh Thất Bồng Lai như thế nào, chúng ta thử đi lại nha. Rồi chào đệ tử Tâm Phúc nha. Ở đây thì cô chú anh chị nhớ nhớ rằng cái ngày mà mùng 4 tháng 11 năm 2021 đó, thì bà Nguyễn Phương Hằng đến tỉnh Thất Bồng Lai tìm ông Lê Tùng Vân, công an Đức Hòa nói gì. Đây là một cái bài á, là của Bắc Bình nha. Bắc Bình thì cũng là một phóng viên của báo Thanh Niên nha, nhưng lại đi ngược đường với là một anh phóng viên khác, đó có tên là phóng viên báo Thanh Niên, đó là Trương Quang Thuần, và có kênh YouTube là Mộc TV. Vậy thì hôm qua Tony Phạm có đăng một cái dòng trạng thái nói về một anh là củi mục nào đó, thì cái thông tin đó hiện tại bây giờ Tony Phạm chưa có bật mí được, nhưng cô chú anh chị chưa bật mí được. Vì cô chú anh chị nên nhớ như thế này này, có rất nhiều người phải có một cái khuyết điểm, phải có một cái gì đó nên người ta mới không xuất hiện trên mạng xã hội, không có đưa mặt mình ra. Tôi nói đơn giản thôi, Tố Nga là ai, Thảo Vũ là ai, Toán Trần từng nhận tiền của các chị em gái mưa, trong đó có Thảo Vũ, có Tố Nga. Hỏi Toán Trần thử coi có khi nào đã thấy được mặt của Tố Nga chưa, thấy được mặt của Thảo Vũ chưa. Bởi vậy Tony Phạm rất là dị ứng với những người lên trên mạng xã hội là không có đưa mặt mình ra nha. Tôi nói cái này hơi đụng chạm nhiều, nhưng mà Tony Phạm không thích. Tại vì sao cô chú anh chị? Vì cô chú anh chị thấy Channel Mi chưa? Chị Camini Võ ở đây, chị biết đúng không? Cũng từng lên nói chuyện với chị Camini Võ, khóc lóc ỉ ôi, úi dồi ôi, chị Nhị Hà ơi, coi như là chú của em hay bác của em gì đó, là ông là Tăng Minh Phụng đó, bị oan uổng nó kia, đúng không? Rồi là cái này kia, khóc lóc ỉ ôi. Nhưng mà chị Nhị Hà cũng đâu có biết được rằng là bà Channel Me là ai. Và cả anh phóng viên báo Thanh Niên cũng không biết chị này là ai hết trơn. Nhưng mà nghe cái giọng ngọt ngào đi vào lòng đất quá, thế là tin tưởng, chào hết luôn, cho hết cho người luôn, tất cả những gì đều nói ra ha, rồi những thâm cung bí sử gì nói cho cái người khuất mặt khuất mày không biết là ai, thế là bỏ sư rồi. Tới khi mà bây giờ nó bung ra tè le hột me trên, người ta ghi âm lại, người ta bung ra hết trơn rồi, bỗng dưng muốn chết. Người ta nói có bộ phim rằng bỗng dưng muốn khóc, bây giờ là bỗng dưng muốn chết. Thế là Channel Me bây giờ mất tiêu rồi. Nhưng thực tế ra Channel Me không mất, mà chỉ là những người là lên trên mạng muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền ha, rồi bắt đầu là làm khuynh đảo, làm mất an ninh trật tự ha. Cô chú anh chị thấy chưa, đó là một cái điển hình cho cô chú anh chị thấy rằng những người khuất mặt khuất mày không có dám đưa mặt mình ra đó thì không có chịu trách nhiệm, tại vì xong chết mất tiêu lên cái vụ 30 tỷ, à xin lỗi bạn, 30 triệu này. Cô chú anh chị cứ từ từ đi nha, phải có khuyết điểm, phải có cái gì đó nên người ta mới giấu mặt. Ok, thì bây giờ trở lại vấn đề bà Nguyễn Phương Anh. Đây là báo Thanh Niên của Bắc Bình. Và Tony Phạm vẫn thường nói mà, tại sao là cùng với ngành nghề với nhau, một anh thì coi như là lên án, nói những sự thật của cơ quan chức năng ra, một anh thì lại ủng hộ vì lý do gì hả cô chú anh chị? Vì fan, đúng không? Like cho Tony Phạm đi, like trước thì chơi rồi hay là nghe sau nha, chứ còn cứ nghe không mà không quên quên like, like nhiều như cô chú anh chị. Đấy, đây là Bắc Bình nhá. Theo nguồn tin từ công an huyện Đức Hòa, bà Nguyễn Phương Hằng có đến khu vực tỉnh Thất Bồng Lai vào trưa ngày 4 tháng 11 nhưng không gặp ông Lê Tùng Vân như đã thông báo trước đó với công an huyện này.
Chiều 4 tháng 1 trao đổi với phóng viên Thanh Niên, nguồn tin từ công an huyện Đức Hòa cho biết trưa cùng ngày bà Nguyễn Phương Hằng, ngụ Bình Dương, tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam có đến tỉnh Thất Bồng Lai tên mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tọa lạc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa như thông báo trước đó của đại diện bà Nguyễn Phương Hằng với công an huyện Đức Hòa. Tuy nhiên, trước khi đoàn xe của bà Nguyễn Phương Hằng đến tỉnh Thất Bồng Lai thì hàng chục YouTuber đã đến trước. Chúng tôi có cử lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, những người có mặt tại đây không đập phá, không chửi bới ai mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và tự nói chuyện một mình. Những người tập trung tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây không phải gây rối trật tự công cộng nên chúng tôi không xử lý được. Trong quá trình đó, những người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai không xuất hiện và đóng kín cửa. Phía công an huyện Đức Hòa cho biết thêm. Đây là tôi nói sơ sơ như vậy thôi. Thì cô chú anh chị thấy là tại sao ngày 4 tháng 11 đó bà Nguyễn Phương Hằng tới tỉnh Thất Bồng Lai để làm gì? Vì đây là một cái là vấn đề, một cái vấn nạn, tôi nói là một cái vấn nạn luôn đó, của mạng xã hội, của xã hội. Cô chú anh chị có rất nhiều người nói rất là buồn cười, nói ủa gia đình của ông Lê Tùng Vân là cái gì, coi như là tại sao phải Tôn Đức Phạm phải xỉa sói, phải đưa lên trên để chia sẻ cho cô chú anh chị. Đây là vấn nạn, đây là cái chuyện của cộng đồng, không phải riêng tư, đây là chuyện của cộng đồng nha. Làm các kênh YouTube chia phe phái, kiện cáo lẫn nhau cũng chỉ vì là cái gì hả cô chú anh chị? À, vì thần tượng của mình, vì tiền bạc mà thôi, đúng không? Đây, bởi vậy bà Nguyễn Phương Hằng tới tỉnh Thất Bồng Lai phải nói đây là một từ chỗ đó. Cô chú anh chị thấy là sao? Bắt đầu là có những cuộc điều tra, sau đó là cô chú anh chị thấy là cơ quan chức năng vào thử ADN của gia đình của ông Lê Tùng Vân, đúng không? Ngày bao nhiêu nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Ngày hình như là ngày 24 tháng 9 thì phải. Nha. Sau đó có tới tỉnh Thất Bồng Lai để tống đạt kết quả kết luận của là cơ quan chức năng về vấn đề ADN của 28 người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng ông Lê Tùng Vân không có là nhận cái bản kết quả này. Chỉ có Thanh Trần biết. Sau đó Thanh Trần mới nhắn tin cho Tony Phạm và nói rằng tôi đã coi được bản kết quả ADN rồi. Huyền Trang nhận. Có như vậy sao? Thiền Am có lụm lon, 10 đứa trẻ không tẩy trắng được đâu. Đó chính là do Thanh Trần đưa cho Tony Phạm biết. Rồi Thanh Trần xóa, có như là sao bạn? Vì sợ fan, vì sợ những người á, là ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai, ủng hộ các cháu bé đó ha, tẩy chay lên là lên bem Tony Phạm, nói rằng là Tony Phạm giả tin nhắn. Sau đó là anh Nguyễn Tiến Dũng hợp tác với Thanh Trần, đúng không? Rồi là đưa về 400 đô để phục hồi tin nhắn. Nhưng cho tới thời điểm này tin nhắn đó phục hồi tới đâu rồi? Kể như là chìm xuồng, không ai nhắc đến. Đó là cô chú anh chị thấy được rằng là tại sao cô chú anh chị vẫn ủng hộ cho một người rõ ràng ha, người ta nói như vậy đó, nhưng mà vẫn cứ ủng hộ. Nói tin nhắn của Tôn Phạm là giả, nhưng mà không có chứng được tin nhắn thật ra. Cô chú anh chị chưa? Và hôm nay thì cô chú anh chị thấy là được rất rất là nhiều những cái mà mâu thuẫn nội bộ, đúng không? Đấu đá lẫn nhau ha, rồi là phanh phui ra. Nhưng mà Tôn Đức Phạm chỉ là những người tôi không phải chính người mà là một người đưa tin để cho cô chú anh chị thấy được rằng ít nhiều bà Nguyễn Phương Hằng khi bà tới tỉnh Thất Bồng Lai, từ chỗ đó thì bắt đầu là có những cái chuyện nó được đưa ra ánh sáng. Còn nếu như bà Nguyễn Phương Hằng không tới ngày coi như là mùng 4 tháng 11 năm 2021 đó thì hình như là Thiền Am đi vào dĩ vãng. Nhưng mà đi vào dĩ vãng thì hay hơn, mà bây giờ đó làm nóng lên thì dĩ nhiên rồi, cô chú anh chị thấy bây giờ là ngay cả Lê Thanh Minh Tú cũng phải buột miệng, người trong Thiền Am đấy cũng phải buột miệng nói gì đây hả cô chú anh chị? Lên nói gì đây cô chú anh chị? Thiền Am là một cái động gì vậy hả Minh Tú, đúng không? Người trong cuộc đấy, người nhà đấy, bây giờ cũng phải buột miệng mà nói lên Thiền Am là một cái động gì? À, nghe thì động thì kinh quá nhỉ. Thôi để đọc đi, Minh Tú nói. Thiền Am bây giờ biến thành cái động nhền nhện, động toàn những gương mặt khả ái biến thái. Thiền Am là nơi tu hành mà bây giờ trở thành cái động chứa. Này, động chứa mà .. nha. Tôi á, nếu như cô chú anh chị nghe thì kỳ động thì có rất nhiều những cái danh từ. Động mãi dâm, động nhện nhện, động này động kia ha. Nhưng mà Minh Tú viết một câu rằng trở thành cái động .. không biết là động gì. Thì Thiền Am tự đánh mất hình ảnh của mình .. Đây là
người thành viên trong gia đình của ông Lê Tùng Vân đấy. Nhà cô chú anh chị, đây là một trong những người cũng giống như là Lê Thanh Minh Tú đó. À, Lê Minh Tùng đó. Rồi, trở về bên này, anh Tiến Dũng chút xíu. Anh Tiến Dũng ủng hộ Thanh Trần, ủng hộ cho những người, ủng hộ cho Thiền An. Đúng không cô chú anh chị? Gửi tiền về để phục hồi những tin nhắn. Nhưng rốt cuộc à, Thanh Trần bây giờ là sao? Quay ngược lại, ha, trả tiền lại cho Tiến Dũng. Ha, trả tiền lại cho Tiến Dũng 3.000 đô cái gì đó. Và Tiến Dũng có viết một dòng trạng thái như thế này. Như cô chú anh chị, rồi tôi đi Phạm đọc tiếp. Trả lời câu hỏi Dũng có ghé thăm Thiền Nam không? Cũng giống như hồi xưa. Có rất nhiều người ủng hộ Thiền Nam đó, thấy Tony Phạm bem dữ quá, mới nói rằng Tony ơi, Tony về Việt Nam vào trong Thiền Nam đi, chụp hình các cháu bé đi ha, rồi là tự dưng là sẽ có fan Thiền Nam vào để ủng hộ Tony thôi. Tony nói no, tôi vô đó làm chi? Vì dĩ nhiên cô chú anh chị thấy là cơ quan chức năng người ta cũng đã vào cuộc rồi, lúc trước á, thì còn ngộ nhận, còn nhắm mắt nhắm mũi để ủng hộ cho các cháu bé. Nhưng từ khi cơ quan chức năng kiểm tra ADN từ những tin nhắn của Thanh Trần nói với Tony Phạm rằng đã coi như là coi kết quả ADN rồi, Thiền Am lụm lon 10 đứa bé không tẩy trắng được đâu, là Tony Phạm bắt đầu có những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ rằng mình không nên ủng hộ cái nơi mà ở đây theo như cơ quan chức năng và theo như Thanh Trần nói đó là giả tu, giả chùa, giả trẻ mồ côi. Và bản kết quả đó đã được Thanh Trần thấy từ cô Huyền Trang, nên Tony Phạm không ủng hộ nữa. Nhưng cô chú anh chị, vì Tony Phạm thấy được rằng, cũng giống như anh Nguyễn Tiến Dũng thấy được rằng, hiện tại bây giờ ở Việt Nam có rất là nhiều những nơi cần sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Và Nguyễn Tiến Dũng cũng đã tới nơi nào đây để cho cô chú anh chị thấy. Tới nơi là Mái Ấm Hoa Hồng, 110 trẻ mồ côi bao gồm Pháp, Hàn Quốc, du học sinh nước ngoài. Đây là cái video mới nhất của anh Nguyễn Tiến Dũng khi về Việt Nam quay phim lên để cho cô chú anh chị, những người trong và ngoài nước biết được rằng ở Việt Nam còn rất rất là nhiều những mảnh đời cần sự giúp đỡ. Đây là Mái Ấm Hoa Hồng, nơi là coi như là quên mất tiêu rồi. Nơi mà đang là nuôi dưỡng 110 trẻ mồ côi. Đây chỉ là một trong những địa điểm, một trong hàng ngàn địa điểm ở Việt Nam cần sự tương thân tương ái của Mạnh Thường Quân. Anh Nguyễn Tiến Dũng tại sao lại coi như là đưa một cái video này lên và để nói như vậy? Mà trong khi đó cô chú anh chị thấy được rằng Thanh Trần vào Việt Nam đăng rất rất là nhiều những hình ảnh của các cháu bé lên. Mà trong khi đó thì anh Tiến Dũng lại viết như thế này: trả lời câu hỏi Dũng có ghé thăm Thiền Nam không? Yes, có thăm và tặng quà từ Tiệp Khắc. Vui vì được đón tiếp nồng ấm, có chụp hình với các chú tiểu Thiếu Đức Tâm vì anh ấy đi học tiếng Ăn Lê. Anh Dũng à, nói sự thật đi. Cái này á, em á, thì thật sự đó, em với anh cũng không có, cũng là người nước ngoài. Nhưng nói sự thật đi. Những đứa bé này nó không phải là chú tiểu. Phải nói một câu như vậy, nó không phải là chú tiểu, mà nó là những đứa trẻ không có tu hành gì hết trơn nha. Anh nói sự thật cho nó đàng hoàng đi, đừng có gài chú tiểu vào, kỳ lắm nha. Hãy nói một lời cho nó đi, cũng như là coi như là anh nói sự thật đi, anh còn che giấu nhiều lắm, nhưng mà từ từ đi, anh Dũng sẽ nói ra cho cô chú anh chị biết nha. Chụp hình với các chú tiểu, nói rồi chú tiểu thì khô, cứ như là chụp hình với các bé đi nha. Tôi thấy dị ứng với những cái từ là coi như là thầy bà rồi chú tiểu, tôi thấy dị ứng lắm. Hồi xưa đó thì tôi còn nói là chú tiểu ha, và cũng chưa bao giờ tôi nói thầy, tại vì sao tôi dị ứng lắm, tu có mẹ gì xạo. Khi hỏi các cô là có được up hình các bé lên không, câu trả lời là không nên up. Cảm ơn quý vị đã quan tâm hành trình thăm quê lần này, thương chúc Giáng sinh an lành đến mọi người. Ok, chúc anh Dũng coi như là với vợ của mình, đó là chị Mai, về Việt Nam. Không biết là có ăn Tết ở Việt Nam hay không, nhưng dù gì Tony Phạm cũng chúc hai anh chị về Việt Nam mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và đi chơi ở coi như Đà Nẵng gì đó thật là hạnh phúc và vui vẻ nhá. Đây là mình cũng thật lòng một chút đó, chứ không phải như là dối trá gì đâu. Nhưng ở đây cô chú anh chị thấy được rằng Nguyễn Tiến Dũng viết như thế này, nói rằng Thiền Am các cô không cho úp hình lên. Nhưng tại sao cô chú anh chị thấy được ở đây
là Thanh Trần úp lên rất rất là nhiều những hình ảnh của các cháu bé. Vậy là Thiền Nam như thế nào? Thiền Nam nó nói dối à? Hay là anh Tiến Dũng nói dối? Tôi nghĩ rằng anh Tiến Dũng đang quay xe và đây là một cái cú tát vào Thiền Am, chứng tỏ cho cô chú anh chị thấy được rằng Thiền Am đi hai hàng. Một mặt thì sao? Lớn với Thanh Trần. Đâu rồi? Thanh Trần nó mất tiêu rồi. Cô chú anh chị đợi chút xíu. À đây, đâu Thanh Trần lên, up rất là nhiều những cái video. Đây, cô chú anh chị, đúng không? Đây, hình ảnh của các cháu bé đây. Up lên rất là nhiều. Anh Dũng nói xạo, nói láo, đúng không? Anh đập Thiền Nam thì nói lại đi. Chứ Thiền Nam người ta cho phép Thanh Trần nè, đúng không? Chụp hình các cháu bé nè, đưa lên nè. Anh nói dối cộng đồng mạng hả? Anh muốn chơi Thiền Nam hả? Anh Dũng, thấy chưa? Hình ảnh của các cháu bé đây, đúng không? Đâu mất tiêu rồi. Nè, người ta up lên mấy đây có mấy tiếng đồng hồ à, ông ơi? Nè, cô chú anh chị mấy tiếng này? Đây, 4 tiếng đồng hồ nè, đúng không? Đức tâm, đức kiết gì, đạt ma gì gì đây là đúng không? À, anh nói dối. Anh Tiến Dũng nói dối. Đây là một cái cú tát để cho cô chú anh chị thấy được rằng Thiền Nam như thế nào. À, đúng không? Anh nói xạo nói láo nè. Hồng Sơn, Thanh Trần, một nhóm nhất người, người ta vào trong Thiền Nam, người ta chụp lên, đưa hình các cháu bé lên này, có sao đâu. Mà anh nói rằng á là Thiền Am không cho úp lên. Anh nói xạo. Anh Dũng, đúng không? Anh nói xạo. Còn anh còn đi quay phim. Anh còn đi quay phim là gì đó, để tôi coi, để tôi coi cái máy ấm mà đâu, máy ấm đây, đúng không? Đây. Nè. Máy ấm. Máy ấm hoa hồng 110 đứa trẻ mồ côi. Anh Dũng ơi, Thiền Nam là đang nuôi trẻ mồ côi mà. Đúng không? Người ta đang nuôi trẻ mồ côi đó. Đúng chưa? Thanh Trần Hồng Sơn nói rằng đây là nơi nuôi trẻ mồ côi đó, mà anh lại để một cái tiêu đề rằng á là tới thăm gì? Tới thăm máy ấm hoa hồng. Tại sao vào thăm máy ấm là tỉnh Thất Bồng Lai đi, đúng chưa? Nè, 110 đứa trẻ mồ côi, anh chơi gì kỳ vậy? Đúng không? Có phải là đây là một cái cú tát vào coi như là Thiền Nam không? Hả cô chú anh chị? Thiền Nam người ta cho phép Thanh Trần, Hồng Sơn đăng lên, hình ảnh lên, các cháu bé để chi? Thấy không? Bình thường như cái đường hộp sữa mà anh lại đi chơi một cú thế này. Quá là kinh khủng chưa hả cô chú anh chị? Bởi vậy tôi nói cho cô chú anh chị, bà Hằng, bà nói rất là hay, đúng không? Nhân quả không chừa một ai. Cây kim trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra. Những cái bản chất của những con người nào giấu mặt, đúng không? Như thế nào đó thì từ từ nó sẽ cũng sẽ lộ ra. Đúng không? Những ai thương thật, những người nào nói dối nói xạo, đúng không? Lợi dụng vào Thiền Nam như thế nào thì cô chú anh chị là sẽ thấy đó. Vì luật pháp có thể là bỏ qua được, có thể dùng tiền chạy án, có chứ không phải không có, nhưng luật nhân quả không chừa một ai nha cô chú anh chị. Bởi vậy bà Nguyễn Vàng từng nói với Tôn Phạm, Tôn Phạm à, đúng không, em á, là chưa có coi như là trải nghiệm á, cuộc đời này bằng giống chị đâu, sau này khi mà em á, mà bị sự cố gì đó thì em hãy nhớ những lời của chị nha. Nhân quả và cuộc sống này không phải giống như những gì em nghĩ đâu. Đúng thật, hồi xưa đó bà nói như vậy, mình không tin, mình bồng bột lắm, nói thẳng như một câu như vậy, mình tin tưởng rất là nhiều người. Nhưng hỡi ơi, từ khi cô chú anh chị thấy mạng xã hội càng ngày người ta lợi dụng vào mạng xã hội rất là nhiều, bắt đầu mình mới chiêm nghiệm những lời tâm sự, tâm thư của bà Nguyễn Phương Hằng gửi cho Tôn Đức Phạm. Tôi mới biết được rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một người, tuy rằng có rất nhiều người ghét bà, ghét vì lý do gì? Vì ủng hộ cho nghệ sĩ, ủng hộ cho ca sĩ Phi Nhung nha, nên mới ghét bà. Vì ghét bà là những lời dung tục, những lời nói có như sự thật quá ha, nên người ta ghét. Chỉ có vậy mà thôi. Nhưng cô chú anh chị nên nhớ rằng những việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng đó, bà khui ra rất là nhiều và đã thực tế đã như chúng ta đã thấy rồi. Rất là nhiều những quan chức, rất là nhiều những ghế bay veo veo, và những người mà có như lợi dụng này lợi dụng kia đó ha, sống mà không có tâm đó, từ thiện mà từ thiện ảo đó, từ thiện mà lấy tiền cổ đó, là người có như sao tham ô tham nhũng đó để làm từ thiện đó, nó khác xa. Ví dụ như là Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan lấy tiền là từ đâu? Từ tiền của ngân hàng ra, sau đó là biển thủ, rồi bây giờ đi làm từ thiện. Còn riêng bà Nguyễn Phương Hằng, tiền là tiền của là ngân sách, tiền là của lời của công ty cổ phần Đại Nam bỏ vào quỹ hàng hữu để đi người làm từ thiện, nó là khác xa nha cô chú anh chị, thấy chưa? Rồi bây giờ tới lúc sao, bây giờ tôi nói anh Sơn Trần nè, đây tiếp tục anh Sơn Trần nha.
Anh Sơn Trần có viết như thế này, đã mất tiêu rồi, quên. Đây. Đâu 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 đâu. Đây. Không phải, đâu rồi. Đâu, xin lỗi các bạn nhé. Đây. Nói tới vấn đề của Tố Nga. Nói tới vấn đề của Tố Nga. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi ta? Đây. Ok. Anh Sơn Trần đứng đó đây nha, anh Sơn Trần. Anh Sơn Trần nhé. Em cho anh lên thớt nè. Khi một người nào đó, một tập thể nào đó, một tổ chức nào đó, đúng không? Người ta lên trên mạng mà người ta nói cứ nói mình giàu á, nha. Và hôm qua thì Tố Nga có vô kênh của là Tôn Phạm và tự khoe mình là người giàu có, đúng không? Đi làm từ thiện. Nhưng tôi hỏi Toán Trần và những người trong đây có là một số người đó, ví dụ như là đệ tử Tân Phúc từng nói chuyện với Tố Nga là đúng không? Rồi, em coi như là Thủy Tiên, đúng không? Có nói chuyện với Tố Nga rồi đúng không? Rồi, ai nữa? Trần Vinh 1973 gì đó, có nói chuyện rồi đúng không? Xin thưa ba người này có bao giờ thấy mặt Tố Nga chưa? Đánh cho tôi một câu đi, đệ tử Tân Phúc, thấy mặt chưa? Đúng không? Thấy mặt chưa? Nói đi. Thấy chưa đệ tử Tân Phúc? Nói bây giờ cái nào đúng là đúng, sai là sai. Thấy mặt chưa? Đúng không? Toán Trần nữa, thấy mặt chưa? Thấy mặt Thảo Vũ chưa? Tôi hỏi thật đấy, thấy rồi hả? Rồi, nếu như thấy rồi đúng không? Đưa hình lên. Ngày mai tôi sẽ vô trong kênh của đệ tử Tân Phúc. Rồi, quay phim cho tôi, nói chuyện với Tô Nga phê tham đúng không? Đưa lên. Nói chuyện đi, đừng có bạo biện. Nha, đúng là đúng, sai là sai. Đúng là đúng, sai là sai. Tôi hỏi thật đó, đừng có dối lòng. Đừng có dối lòng. Ai đã từng thấy mặt Tố Nga, đừng từng thấy mặt Thảo Vũ, đánh tôi một số một đi. Thử coi những người đó. Và những tại sao mà Tố Nga bơm tiền về Thảo Vũ, bơm tiền về để cho các kênh YouTube, để chi hả cô chú anh chị? Để duy trì những kênh YouTube đó nói tốt cho Thiền Nam. Ngô Quân Channel thấy mặt Tố Nga rồi đúng không? Thấy mặt hay là thấy hình? Quay phê tham dùm tôi cái đi. Quay phê tham lên cho tôi một cái đi. Ngô Quân Channel, Ngô Quân Channel cũng từng coi như là ủng hộ Tố Nga, đưa cái hình của Tố Nga đằng sau lưng đúng không? Hình đó tôi có đầy. Và tôi nói cho cô chú anh chị thế này nè. Tôi, Tố Nga, Thảo Vũ quen biết 4 năm rồi. 4 năm rồi. Nhưng khi mà Tô Nghi Phạm nói là Tố Nga có thể là phê tham với Tô Nghi Phạm được không? Không bao giờ. Không bao giờ. Ngô Quân Channel ở Việt Nam, tôi ở bên Mỹ đây, tôi gọi coi như là coi như phone đây, phê tham đây, đúng không? Chính tôi là người thấy mặt. Thấy mặt thì quay lên cho người ta coi. Thấy mặt thì quay lên cho người ta coi. Để chứng minh được cho cô chú anh chị thấy là như thế nào. Nha cô chú anh chị. Vì tôi nói cho cô chú anh chị này nè. Tôi tiết lộ cho cô chú anh chị một thông tin này nè. Tại sao Thiền Nam người ta phải coi như là điều tra là an ninh. Công an là an ninh người ta điều tra. An ninh là gì cô chú anh chị? Đúng không? An ninh khác, điều tra khác. Điều tra là trong vấn đề nội bộ của công an điều tra đó là nội bộ của là một quốc gia thôi. Nhưng để đưa qua một đó là an ninh điều tra đó là nó có liên quan tới yếu tố nước ngoài. Như cô chú anh chị, có liên quan tới yếu tố nước ngoài. Tôi không biết là tôi chị ơi, bây giờ tôi học cái câu của Toán Trần nè, tôi nói là nghe nói. Tôi lại cũng dùng cái từ là nghe nói. Nghe nói là Tố Nga với Thảo Vũ là phản động. Tôi nghe nói nha. Tôi nghe nói á, cái này tôi nghe nói thôi nha. Tôi nghe nói trên không gian mạng cũng giống học với Toán Trần vậy đó. Tôi nghe nói là Tố Nga và Thảo Vũ là phản động, cũng giống như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà Toán Trần nói rằng á, là nghe nói trên không gian mạng đó, coi như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với ông Hồng Sơn á, là có cái gì đó người tình trên không gian mạng đó. Thì hôm nay tôi cũng nghe nói, tôi nghe nói là Tố Nga và Thảo Vũ là phản động nha. Tôi nghe nói như vậy thôi nha. Rồi, ở đây cô chú anh chị nhớ rằng Thiền Nam tại sao mà để cho an ninh để điều tra, vì có yếu tố nước ngoài. Chính, cái này tôi nói thật nè, chính công an tỉnh Long An đã gọi điện cho tôi nè, thông qua một người nữa để điều tra, hỏi Tố Nga là ai. Tố Nga, bữa nay anh nói cho em biết luôn nè, nha. Sau đó tôi trả lời với công an tỉnh Long An đó, tôi nói Tố Nga tôi chỉ biết qua điện thoại, nói chuyện qua điện thoại thôi. Chứ thực tế ra Tố Nga là kiến trúc sư hoặc là mạnh thường quân gì tôi không biết. Chính công an tỉnh Long An gọi cho tôi nè, hỏi về Tô Nga đấy. Nha, hỏi Tô Nga là ai đó, tôi nói không tôi biết.
Sau đó Tố Nga coi như là số điện thoại là coi như là sao, à, coi như là đổi số điện thoại nha, đổi số điện thoại đi. Tôi không biết, tôi nói cái này tôi chỉ nói để cho cô chú ý, thật đúng là đúng, sai là sai, tôi không bênh vực ai hết. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có phản động có gì đó, đó là cô chú anh chị, những người nào ghét Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cô chú anh chị có quyền nói. Nhưng tôi đây là nói để cho cộng đồng mạng thấy được rằng bản chất sự thật đó là như vậy. Thiền Am tại sao cho tới thời điểm này Thanh Trần đưa hình ảnh của các cháu bé lên thì được, còn riêng Tiến Dũng thì nói là không được. Vậy thì ai là người nói dối? Thiền Am là người nói dối, các cô trong tỉnh Thất Bồng Lai là người nói dối. Vậy thì tại sao cô chú anh chị lại ủng hộ cho một cái nơi nói dối như vậy, đúng không? Cho Thanh Trần đăng hình các cháu bé lên bình thường như con đường xưa, không có một lời nào nói hết. Tiến Dũng không cho đăng lên, mà Tiến Dũng có nói thật hay không, hay cũng chỉ là bạo biện hay ngụy biện hả cô chú anh chị, đúng không? Nên trong vấn đề này người ta điều tra rất là nhiều, và hiện tại bây giờ Thiền Am đang treo lơ lửng cái vấn đề là gì, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại bây giờ 10 tỷ của Trung Dương đang bị cơ quan chức năng người ta đang giữ đó. Rồi Thanh Trần đưa cho Tony Phạm những cái tin nhắn nói rằng Thiền Nam 4 cái sổ đỏ do anh Miếng Anh Mặn là đang giữ, làm cho coi như là sang tên đổi chủ gì chết, đúng không? Là vấn đề của là cô Vân 10 sổ đỏ đó, chính Thanh Trần đưa cho Tony Phạm mà, đúng chưa? Đó là thông tin của Thanh Trần. Vậy thì ở đây cô chú chỉ thấy được rằng Thiền Nam rất thân cận với là Thanh Trần và Hồng Sơn, nên mới có đặc quyền đi vào Thiền Am đăng hình các cháu bé lên. Còn Nguyễn Tiến Dũng không được, không được đăng lên. Lý do gì hả cô chú anh chị, đúng không? Rõ ràng đàng hoàng Thanh Trần đăng lên mới cách đây 3-4 tiếng hồ thôi, đăng lên vèo vèo. Tiến Dũng thì không được đăng lên, không được quay phim, mà trong khi đó anh đi này quay cái máy ấm coi như là hoa hồng hoa huệ gì đó, 110 đứa trẻ đó. Cái đó là cái sao, một cái cú tát vào Thiền Nam đó nha. Dù gì Tiến Dũng Nam Quan cũng đã thấy sự thật Thiền Nam như thế nào rồi nha cô chú chị, đã thấy sự thật rồi. Nên anh nhắc cho Tố Nga, công an tỉnh Long An đó gọi cho Tony Phạm đó hỏi về em đấy. Nhưng mà thật sự ra đúng thật, mình cũng chỉ có sao nói vậy người ơi, mình cũng từng nói chuyện với Tố Nga, chưa bao giờ thấy mặt Tố Nga hết. Còn bây giờ Tố Nga muốn nói không, bây giờ anh có số điện thoại nè, phê tham dùng cái đi, để chứng minh cho mọi người biết. Bây giờ Tố Nga mà dám không, bây giờ Tony Phạm gọi nhá, phê tham. Tôi phê tham nè. Rồi, ok, bây giờ tôi gọi nha. Mình có số điện thoại mà, mình gọi nè. Ok, phê tham nha. Phê tham nghe Tố Nga, để cho cô chú anh chị thấy được rằng Tố Nga là một người là thật với cộng đồng mạng. Bây giờ tôi gọi á, bắt máy nha. Bắt máy nha. Nha, số điện thoại nè. Bây giờ tôi gọi nha. Gọi bắt máy nè, phê tham nè, đúng không? Nè, phê tham không? Đọc cái gọi nha. Nè. Đừng có chạy nha. Nói. Bây giờ là người thật việc thật đấy đi. Bắt máy đi rồi cho phê tham luôn. Phan cho một. Rồi. Thấy à? Người thật việc thật mà. Đúng không? Tại sao bác? Lý do gì? Ngô Quân Channel. Ngô Quân Channel gì tôi đã phạm nào đó hay sao? Đừng có bênh, Ngô Quân Channel cũng từng nhận tiền của Tố Nga. Đừng có nói tốt cho ai hết trơn. Bây giờ là việc thật, sự thật nó là đây. Ok, thử thật nó đây. Tố Nga là ai? Gọi điện, đưa mặt nó đi, để chứng minh cho cô chú anh chị thấy được rằng tại sao có rất nhiều người núp lùm bơm tiền về ha, để chi? Để cho các kênh YouTube nói lên tào lao trên bục hết trơn. Đây là cũng là một vấn nạn. Có rất nhiều cô chú anh chị nói rằng tại sao
có rất là nhiều mạnh thường quân, ha, người ta đi làm từ thiện. Nhưng mạnh thường quân người ta đi làm từ thiện đó, nó nhiều cái vấn đề nó khác. Ví dụ anh thấy cái nơi đó là nghèo, rõ ràng là nghèo, đúng không? Anh cho thì chỉ khác là khác. Nhưng có rất nhiều mạnh thường quân thấy chỗ đó giàu nhưng vẫn bơm tiền về để làm chi vậy? Thiền Nam giàu lắm đó, có 210 cây vàng đó, đúng không? Sổ đỏ bao nhiêu, 10 tỷ của Trung Dương đó. Nhưng mà tại sao có rất nhiều người Tố Nga, Thảo Vũ và rất là nhiều chị em gái mưa đó vẫn coi như ủng hộ, gửi tiền về các kênh YouTube để lên tiếng nói tốt cho Thiền Nam? Mục đích gì? Để duy trì cái độ nóng của Thiền Nam, để cho mạnh thường quân, để cho khán giả lúc nào cũng coi như là thương yêu các bé, duy trì cái độ nóng đó, đúng chưa? Rồi á, có rất nhiều mạnh thường quân người ta đi làm thực thụ, người ta có thấy được là hoàn cảnh. Tôi nói bây giờ ví dụ như anh Quyên Tân Dũng đây nè, anh đi tới là mái ấm hoa hồng nè, 110 đứa trẻ đó nè, tôi á là khâm phục anh chỗ này. Cái nào đúng là đúng, sai là sai. Anh Dũng đã đi quay được cái cảnh này là tôi rất là khuyến khích anh Tiến Dũng. Bây giờ tôi ủng hộ anh Tiến Dũng, vì anh quay được những cái cảnh mà 110 đứa trẻ này nó mồ côi thật sự. Đó là một cú tát cho Thiền Nam đó, để cho các kênh YouTube đó nhìn vào đó. Tôi đã thường khuyến khích rất là nhiều rồi, các kênh YouTube ở Việt Nam, nếu như các bạn làm từ thiện, đi quay giống như anh Tiến Dũng này nè, tới nơi trẻ mồ côi đó để làm. Còn Thiền Nam đó, nó dư rồi, không phải giống như các kênh YouTube lên nào thiếu sữa, là Thiền Nam nghèo, nghèo con kỳ khô, đúng không? Là như vậy đó. Tôi khuyến khích các bạn YouTube làm từ thiện, đi quay các cảnh một cô giống như bây giờ anh Nguyễn Tiến Dũng quay đây nè. Tôi á là rất là ủng hộ anh Tiến Dũng trong vấn đề này, ha. Còn lúc trước á anh ta sai thì đó là cái quá khứ, nhưng khi người ta biết được cái sai của mình, người ta sửa đổi, tôi ủng hộ người đó. Chứ không phải là giống như một số người, ha, thấy lúc trước sai, bây giờ thì á là người ta sửa đổi thì nói là người ta quay xe đồ kia, hoàn toàn là coi như là phe phái hội nhóm, nha cô chú anh chị. Đó, thôi kết lại nha, không có gọi điện nha, không bắt máy đúng không? Đây là cái trực thế tiếp nè, đúng không? Nó lắp mẹ rồi nha. Tôi thích vậy đó, tôi coi như muốn cái gì cũng vậy, vậy gọi điện mà không bắt máy thôi, không chơi nữa nha. Tôi không chơi với Tố Nga nữa, đúng không? Gọi điện không bắt máy, không phải tham là tôi không chơi nữa. Đây là một cái lời là nếu như tôi phạm vu khống hoặc nhục mạ, đây là một cái cơ hội để Tố Nga lên phân trần với khán giả của tôi phạm nè, mà không bắt máy. Tôi nói không, không, tôi thật chứ, ai cũng vậy thôi, ai cũng vậy thôi. Tôi là chơi thẳng, thật đúng là đúng, sai là sai, tôi chơi vậy đó, đúng không? Được không? Bây giờ cái đây là cái cơ hội nè, nếu như tôi phạm mà nói rằng là Tố Nga, nghe nói là Tố Nga và Thảo Vũ là phản động, tôi gọi điện thoại nè, đúng không? Để cho lên phân trần với khán giả mình, là cho cả thế giới biết được rằng là anh Tôn Đức Phạm nói sao. Gọi đi, bây giờ gọi đi, là tôi gọi lần nữa nha, bác máy không? Nên đó, những lời bình luận dạo, ha, tôi không thích, trực tiếp nói chuyện là ok nha. An ninh công an tỉnh coi như là Long An đó, gọi để cho tôi đã nghe. Tôi nói cho cô chú biết là như vậy đó. Nên toán trần á, nên chê bai coi như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là phản động, đừng có dính vào Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, là sẽ bị cái này cái kia. Vậy thì cô chú anh chị dính vào Tố Nga, dính vào Thảo Vũ đó, có khi nào cô chú anh chị thấy được rằng mình cũng đang coi như là đang bao che cho phản động không, đúng không? Tố Nga em gọi điện đi, hả? Thảo Vũ có muốn gọi điện không? Gọi luôn, phê thám luôn. Tôi thích vậy đó, tôi thích là người thật việc thật, chơi vậy mới chơi nét, giống như bà Hằng chơi phải chơi nét như Sony. Đây là cái việc vấn nạn nè, đừng có giấu mặt, đừng có giấu mặt, đừng có lên đó là coi như là làm giấu mặt rồi đi chọc người này cái, chọc người kia. Tôi nè, nếu như tôi nói á, là đòn sóc hai đầu, tôi là người đi chọc á, tôi đưa cái mặt mình ra này, tôi đi làm như vậy đó, tôi chọc bên này chọc kia đó, tôi chịu trách nhiệm nè, đúng không? Còn mình giấu mặt rồi là bơm tiền về cái này kia, tôi không thích,
tôi không thích những người mà giống mặt rồi á, là lên á, là cái này kia khoe giàu có. À, quên, chưa nói cho anh Sơn Trần. À, quên đây, bây giờ mới nói cho anh Sơn Trần. Đây, đây anh Sơn Trần. Đấy, Sơn Trần còn đó không? Đã bấm cho em cái anh Sơn Trần. Hôm qua thì Tô Nga có nói là khoe cái sự giàu có của mình lên trên mạng xã hội. Bây giờ là đọc nhá, đọc anh tôi quên này, cái này của Sơn Trần đây, anh bình luận mà bây giờ mình anh phải đọc đây nha. Rồi, còn đúng không? Em đọc đây. Mình trước hết xin lỗi Tony đã có mic lòng một hai người khán giả trên kênh Tony. Cho mình hỏi Tony, nhân vật Tố Nga là ai vậy? Thì bây giờ em cũng trả lời luôn đó. Tố Nga là một người là giấu mặt mà nghe nói là phản động. Em nghe nói nha, nghe nói là phản động. Ai không biết, nghe nói thôi nha. Tố Nga là ai vậy? Thì nghe nói là phản động thôi. Không phải chuyện của mình, nhưng chướng tai mình mới lên tiếng. Trên cộng đồng mà vỗ ngực xưng tên là mình giàu hơn người này, người khác, giàu là bao nhiêu? Mình rất trân trọng những người giúp đỡ những người khác, nhưng không thích những người vỗ ngực xưng tên giàu tiền, giàu bạc thì không là gì cả. Giàu ý thức, giàu tình cảm, giàu nhân ái thì thiên hạ mới nở. Giàu và khó thì khi trễ về các bụi tất cả như nhau. Còn làm việc tốt thì hãy để thiên hạ ghi nhận tấm lòng của mình, không nên lên đây mà giàu hơn người này, giàu hơn người khác. Như vậy, một lần nữa, mình xin lỗi Tony. À, anh đâu có cái gì đâu mà xin lỗi anh Sơn Phạm. Anh đâu có gì anh xin lỗi. Cái này là cái lời bình luận của anh mà. Em rất trân trọng những cái lời bình luận của khán giả. Em rất trân trọng. Đúng, cũng giống như em nghĩ thôi. Đúng không? Mình khoe giàu. Mình khoe giàu, nhưng mà mình đi làm từ thiện. Nhưng mà mình đi làm từ thiện mà phải đúng mục đích. Đúng cái chỗ. Ví dụ, như bà Nguyễn Phương Hằng. Bà khoe giàu, coi như là sổ đỏ cái gì đó, nhiều. Nhưng bà đi làm từ thiện, nó đúng quỹ mổ tim và thực tế bà đi coi như giúp đỡ rất là nhiều người, xây chùa xây chiền, bà khoe cái sự giàu có của bà lên, đó là tốt. Còn nếu như các bạn khoe giàu nhưng các bạn thấy được cái nơi đó cũng giàu mà đã đi lừa cộng đồng mạng, lừa khán giả thì cái người đó không có nên. Tôi nói đơn giản như Tố Nga khoe giàu nhưng mà đi ủng hộ bơm tiền về cho Thiền Nam, đúng không? Thiền Nam giàu mà, đúng không? Đâu có nghèo. Bây giờ ví dụ như là Tố Nga khoe giàu đi và đi cùng với anh Thiên Dũng tới một cái trại mà hoa hồng này, trại nuôi trẻ mồ côi này, 110 đứa này, thì chúng ta hoan nghênh. Tôi giàu, tôi đi làm từ thiện có đúng mục đích, cái chỗ mà cần nên làm. Nhưng đây khoe giàu để bơm tiền về ủng hộ một cái nơi cũng đã giàu rồi, nó không có phe, nó không có coi như là bình đẳng, hiểu chưa? Anh Sơn Trần bình luận, em rất là thích cái chỗ này, khẳng khái, thật sự là như vậy. Các bạn khoe giàu, đúng, tôi giàu, đúng không? Ví dụ, tôi nói đơn giản thôi, anh Thủy Phan cũng là một mạnh thường quân, cũng giàu có vậy. Hả? Anh nhưng mà chưa bao giờ anh khoe giàu, anh chỉ nói là anh là một doanh nghiệp thôi. Nhưng anh đi làm từ thiện, anh cho rất là nhiều người, cho chính phủ Việt Nam, cho các kênh YouTube, cho những người mà nghèo khó, đó là đáng trân quý, trân trọng. Còn mình khoe giàu, mình là doanh nghiệp, mình là kiến trúc sư, nhưng mà đi ủng hộ và cho các kênh YouTube nào kia để đi đấu đá lẫn nhau và nói tốt cho một cái nơi mà hiện tại bây giờ đó là giả tu, giả chùa, giả trẻ mồ côi, đúng chưa? Thôi, tôi đi học nói tới đó thôi nha. Nhi ơi, bữa nay đắt khách quá, có rất nhiều nói ôi dồi đừng vào coi Tony Phạm nữa. Ơi bữa nay gần cả 500 người coi kìa, kinh không? Ôi dồi ôi, nhiều nhỉ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nhá. Đó, các bạn cứ bình luận thoải mái đi. Đúng không? Tony Phạm bây giờ không có đọc bình luận của ai hết trơn, cứ độc thoại gì đó, cứ nói một mình không à. Nha, cảm ơn cả nhà mình nhá. Like cho Tony Phạm. Rồi, các bạn có quyền bình luận nhưng không có được chửi tôi nha. Tôi chửi tôi là tôi nhốt đó là vào nha. Và hôm nay để cho cô chú anh chị thấy chứng minh được rằng những lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng nó có đúng hay không hả cô chú anh chị? Nhân quả nó có thật. Đúng không? Tiến Dũng quay xe rồi đó. Một cú tát vào Thiên Nam rồi đó. Đúng không? Cô chú anh chị thấy rõ ràng chưa? Sự thật nó là như vậy đó. Minh Tú cũng về cũng lên cũng nói rằng Thiên Nam là một cái động. Động gì đây? Động nhận nhận. Động cái gì đây? Hả cô chú anh chị? Đăng lên thoải mái luôn. Tiến Dũng không được đăng. À, rồi. Thôi cảm ơn cả nhà mình chơi chút nữa thôi. 40 phút rồi. Chơi gì nữa mệt quá. Nhà cô chú anh chị thôi. À, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Like cho Tony Phạm đi. Bữa nay đắt khách quá. Nhi ơi, coi như là chúc cho coi như là bé Nhi, cu Tân
và ông tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Coi như là sau phiên phúc thẩm này sẽ được là giảm án ha, theo như coi như là mọi người yêu mến. Nhưng mà mình cũng cầu chúc và sự may mắn tới cho những người này, ông tiến sĩ Đặng Anh Quân cũng như là bé Nhi Cụ Tân, bé Nhi của chú Tony nha, và bà Nguyễn Phương Hằng thì mau chóng được về với gia đình. Đây là những lời chúc phúc cho tới coi như là mọi người, cũng như là đặc biệt tới bà Nguyễn Phương Hằng, cũng như là một số coi như người mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đã bị vướng vào lao lý nha cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Xin tổng chào cả nhà mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.